Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông lên để nhận những cái video, những cái thông báo mới nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay vào trong đây mình sẽ review một chút xíu là bao nhiêu là hai vấn đề cực kỳ nan giải luôn. Thì anh em nói là hiện tại là muốn vào Kalima phải làm sao? Đầu tiên các anh em phải có một cái vé đó mua ở đâu và kiếm như thế nào, một chút xíu nữa mình sẽ review. Và vấn đề thứ hai, nó con DK nó khỏe quá nhưng mà cha in nó cực quá, mình farm làm sao để cho nó tốt nhất có thể. Thì hôm nay hai cái vấn đề đó mình sẽ chia sẻ luôn. Vô vấn đề thứ nhất là cái vấn đề làm sao để có được một cái vé Kalima để mà vào trong một cái đền Kalima 1, Kalima 2 và Kalima 3. Nó tùy theo cái cấp độ level của anh em mà chúng ta sẽ có những cái vé như gì đây. Đây còn gọi là một cái vé Kalima 130-400, 181-400. Thì ở đây nó sẽ có những cái cấp độ mà tương ứng với một cái đền Kalima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó. Các anh em level càng cao thì các anh em đi cái đền càng cao. Như vậy thì cho nó vuông. Để làm sao để kiếm được một cái vé đó, và cái vé đó vô trong đây nó có tác dụng gì? Ở trong cái đền Kalima thì chúng ta sẽ kiếm được những cái nguồn thu. Nghe đâu đó là nó sẽ cho chúng ta gơi Long Vũ. Hiện tại Long Vũ bây giờ là cái nguồn thu để ép được một cái Win 2. Thì Win 2 bây giờ nó cực kỳ giá trị nha anh em. Nếu mà đỏ thì anh em sẽ kiếm được cái Long 2 ở trong đây. Và có một cái điều cực kỳ ngon nữa là anh em vào trong đây sẽ kiếm được cho mình là cái này đây. Đồng xu may mắn. Đồng xu may mắn này để làm cái gì anh em? Đồng xu may mắn này để cho chúng ta làm xây bot ở trong một cái event. Event đó ở đâu? Event nó trong đây. Tất cả những cái gì thì anh em vô trong cái bot này hết. Trong cái bot này thì chúng ta có nè, đồng xu may mắn. Các anh em thấy nè, nguyên liệu của chúng ta là một cái đồng xu may mắn thì sẽ quay ra được gì? Quay ra được mảnh sói, được ngọc ruby, rồi được dung luyện ô các kiểu con gà điểu luôn. Thì ở đây khi mà vào trong một cái đền Kalima thì nó cho chúng ta rất nhiều nguồn thu, nhưng anh em phải có một cái nhóm hoặc là anh em đủ khỏe để vào trong đây. Hiện giờ vào trong đây ép cao nguồn thu nhiều thì tương ứng với một cái lượng đam chống chịu của anh em cực kỳ cao. Thì hiện tại cái con DK của mình muốn farm tốt nhất á thì mình có một cái gùi, một cái nhóm. Thì anh em vào trong đây BT 24/24, thì anh em nào muốn gia nhập cái nhóm của mình thì hãy mạnh dạn comment vào cuối cái phần video này. Vào trong đây anh em mình có cái gì thì sẽ hỗ trợ cái nấy cho anh em. Anh em nhớ nha. Và làm sao để kiếm được cái vé Kalima thì các anh em phải vào trong một cái hội. Thì mình đã có nói rồi, các anh em vào trong một cái hội của mình, rồi các anh em vào cái chữ là xây dựng gui. Cái hội nào cũng vậy nha, chứ không phải là cái hội riêng cái hội của mình mới có nha. Thì các anh em nhập qua bên đây nè. Ở đây là gui của bạn nè, ở đây đóng góp item, và ở đây là shop item. Thì các anh em vào trong đóng góp item, nó sẽ cho các anh em đóng góp nè. Ngọc hỗn nguyên, sinh mệnh, ước nguyện cái ngọc sinh mệnh và tâm linh. Thì hiện tại các anh em thấy là ở trong gương của mình nó có 3B. Thì mình sẽ quyên góp vô trong đây luôn. Và vào trong đây cho anh em xem, xây dựng nè, quyên góp nè. Bên đây cái shop item thì mình còn 30 điểm nha. Tại mình quyên góp đâu mình mua cái vé Kalima nè. Thì mình vào trong đây mình quyên góp. Các anh em muốn quyên góp các anh em bấm vào cái ô đây đây. Vào cái ô không có hình hài chứ nè. Gọi ở đây nó mới phục lên cho anh em. Thì ở đây mình có ngọc hỗn nguyên. Hỗn nguyên á thì các anh em nên chừa lại để các anh em đi reset nha. Và ở đây các anh em có thể là quyên góp cái ngọc B, tại ngọc B hiện giờ nó cũng không có quá đắt đỏ, và B hiện tại nó đang dễ kiếm, anh em có thể là kiếm được. Mình chọn vô B, mình sẽ quyên góp. Quyên góp được thành công 3 viên thì mình sẽ được 15 điểm. Và bên đây là một cái shop item. Thì mình vào trong đây, hiện tại mình đang đi một cái vé chế độ là cộng 2. Thì các anh em vào trong đây nè, mình được 45 điểm phải không? Thì mình mua ở vé chế độ cộng 2. Các anh em mua, đã mua thành công thì ra các anh em xem, được thêm một vé đấy. Đấy là cái nguồn thu để mà mình kiếm ở đây, cấp 2, ở đây là cấp 2. Cái nguồn thu để mình kiếm được cái vé Kalima thì nó cực kỳ dễ, chỉ vào trong được một cái gui thì các anh em farm B. Như ví dụ là ở đây mình 3B mình được 15 điểm thì các anh em có thể là tích vô bao nhiêu B cũng được. Cái đó là mình quyên góp trong gui đặng mà mình lấy ra, chứ không phải quyên góp vô mà để tôi hưởng nha mấy ông. Mấy ông góp, nguyên góp vô là mấy ông sẽ có điểm, mấy ông hưởng, chứ không phải là nguyên góp vô mà tôi hưởng đâu. Cái đó là cái vấn đề thứ nhất mà anh em đang hỏi mình rất là nhiều. Mình tưởng là anh em đã biết nhưng mà anh em không biết. Hôm nay mình làm cho anh em biết luôn, và tới giờ là anh em biết hay chưa. Hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video nha. Và cái thứ hai cũng cực kỳ quan trọng, nó con DK nó khỏe về cái vấn nạn BK mà nó lại tù túng về cái vấn nạn mà đi farm. Đúng, cái đó là đúng nha. Nếu mà anh em văn võ xong toàn thì ai chơi với các anh em nữa, nhưng mà một phần nào đó thôi.
các anh em không có đường farm thì các anh em phải cầu kéo các anh em vào trong một cái nhóm như hiện tại đây. Mình vào trong nhóm các anh em phải chịu khó kiếm những cây BT, thì các anh em BT với anh em nào mà chơi thân tính hoặc là trong một cái nhóm của mình thì người ta sẽ BT chung với các anh em. Thì có qua có lại, nếu mà anh em chơi con này các anh em coi người ta kéo thì mai mốt anh em chơi cái con khác thì người ta kéo lại, hoặc là anh em kéo người ta kéo qua kéo lại để mà mình chơi cho nó tốt nhất ở trong một cái nhóm. Vì khi mà vô được trong nhóm rồi các anh em sẽ farm nó cực kỳ dễ. Còn hôm mà solo map không có gui thì các anh em chơi nó có một phần nào đó là hơi cực, chơi nó cực thôi nhưng mà vẫn chơi tốt, chơi được bình thường, không ai cấm, không ai cản, chơi vẫn tốt. Tại nhiều anh em tới thời điểm bây giờ chưa vào trong một cái nhóm, chưa vào trong một cái gui nào hết nhưng vẫn khỏe, vẫn top server. Và sẵn tiện đây thì mình sẽ review một cái set đồ 5 sao. Hôm nay mình đi là 4 sao, mình đi là 6 sao và hôm nay mình sẽ đảo lại 5 sao. Thường thường người ta nói là mỗi ngày là mỗi có chuyện mới và mỗi ngày mình sẽ bước lên cao hơn. Tự nhiên 6 sao bây giờ tụt xuống 5 sao. Thôi kệ, có gì làm nấy anh em. Let's go vào trong đây. Nhìn vào màn hình thì các anh em thấy là mình đang sở hữu một cái bộ đồ gồng đen. Bộ đồ gồng đen nó không để gồng đen mà nó để là mũ Hắc Long 81, chế độ là 5 sao. Ở dưới đây là nó không có sát thương gì thêm, không có harmony, không có gì hết. Nó chỉ có là giảm sát thương, chưa có dòng lai luôn. Và tính năng máu là 13.500 và tỷ lệ phòng thủ các anh em thấy không? Chỉ có là 2.680. Khi mà chúng ta cộng cao hơn chút xíu nó sẽ có thêm một cái là tỷ lệ phòng thủ thêm nữa. Còn cái này á, thì nó chỉ có thêm một cái phòng thủ thôi. Thì chúng ta được có hai dòng. Nếu mà cộng 15 thì nó sẽ cho chúng ta ba dòng lên. Phòng thủ này là 817 nè, sử dụng cho chiến binh. Đây là một bộ đồ rất là ngon lành. Nói về cái độ ngầu, lòi và thích hợp theo phiên bản thì mình thích cái bộ đồ gồng đen. Gồng đen là nó đi chung với một cặp kiếm. Thứ nhất là chúng ta có thể là chơi cặp kiếm gồng cho nó đẹp. Nhưng mà kiếm gồng á, mình khuyên anh em đi với một cái set gồng xanh. Còn cái con gồng đen này, anh em đi cho mình một cái đại long đao là nó sẽ quay về với tuổi thơ. Nếu mà không có đại long đao thì các anh em đi với cho mình là một cặp phượng hoàng thì nó sẽ thích hợp hơn. Còn gồng đỏ thì anh em đi cho mình một cặp kiếm điện hoặc là một cặp gobo. Cái đó là mình chơi theo kiểu hoài niệm. Còn bây giờ thì cái item nào mạnh thì các anh em cứ giật phang vô. Qua set của mình thì nó cộng random, nó không có cộng trùng một hại, cộng 10 có, cộng 9 có. Và tỷ lệ sát thương, giảm sát thương thì cũng vậy luôn. Có 1% nè, có 2%, chứ nó không có trùng hết nha. Đây, hai món đồ 1%, ba món đồ 1% và hai món đồ 2%, là áo tay chân là nó 1%, mũ và quần nó sẽ 2%. Tiếp theo là mình có một cái cây kiếm băng 4 sao. Hiện tại thì anh em đang lên 5 sao, 4 sao hết mà mình đang còn lụi cụi ở 4 sao. Từ từ mình sẽ nâng lên sao nha. Ở đây cho chế độ lực tấn công của chúng ta chỉ có là mắc lên 560, để tấn công thì thêm được là 1560. Nhưng mà cầm cái này nó cũng phải nha. Còn bên đây là cây của mình là cộng 10. Cộng 10 thì nó cho chúng ta thêm một cái dòng. Ở trên đây là hoàn hảo 7%, dưới đây là hoàn hảo 2%, bên đây là cộng 10. Tỷ lệ tấn công thêm á là 850, còn bên đây tỷ lệ tấn công thêm là 1560. Trên lệch rất là rõ rệt luôn. Bởi vì sao? Vì là mình nâng cấp một sao lên, lượng công của mình to lên, lượng thủ của mình dày ra, HP của mình lại nhiều thêm. Như vậy là đồ sao nó càng cao thì đồ nó lại càng đắt là như vậy. Và ngay thời điểm hiện tại thì các em cũng không cần quá chăm chú vào những cái bộ đồ như gì. Các em chơi theo cái cách cài của mình, các em chơi theo cái khoản đầu tư của mình là tốt nhất. Đừng có đú chen theo mà người ta 6 sao anh em lại 6 sao theo. Thì như vậy nó rất là thiệt thòi cho anh em. Tại vì anh em chưa có tìm hiểu kỹ một con game. Và cái con game này nói chuyện quảng cáo review từ giờ chưa có nói tên cho anh em luôn. Thì con game này tên là EGA Up Logankia. Nó tải được hai cái phiên bản luôn. Một cái phiên bản là Android và iOS, còn chơi được trên giải lập luôn. Anh em lên trên hai kho ứng dụng lớn là App Store và Google Play. Anh em có thể là download về một cách rất dễ dàng. Mình có clip hướng dẫn là cách tải, clip hướng dẫn là tạo tài khoản và clip hướng dẫn chơi cơ bản. Anh em có thể là vào trong kênh của mình rồi xem từ video ủng hộ nha. Và đây là cái cách cộng điểm của mình cho máy. Đây là không phải đi PK, đây là đi farm nha. Chừng nữa đi PK thì mình sẽ cộng khác bọt hơn chút xíu. Chừng nào mình đi đi farm thì mình cộng như gì. Còn đi PK thì mình sẽ sửa lại, chừng nữa mình sẽ show quan điểm PK cho anh em xem. Bên đây là một cái bảng master của mình là cân đo đong đếm tẩy tới tẩy lui 7749 lần, cũng dẫn về cái cộng đường cũ của mình. Đây. Và khi mà có điểm thì mình sẽ cộng bên cái tác thủ. Hiện giờ là mình đang nâng bên thủ. Bên công mình đã nâng maximum, hiện giờ mình đang cho cái chế độ bên thủ lên nha anh em. Và hẹn anh em một cái like gần nhất để BK tại cái con đất kia này luôn nha anh em ơi. Và cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video review của mình nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.